Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Nhung, trú tỉnh Tuyên Quang, Trần Văn Cẩn và Trần Trường Quanh, cùng trú tỉnh Vĩnh Phúc. Theo tài liệu của cơ quan công an, Nhung làm nghề quản lý, nuôi ăn ở cho nhân viên nữ phục vụ quán karaoke trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Tháng 7 vừa qua, Nhung chi trả hơn 20 triệu đồng cho một cơ sở karaoke để tuyển 3 nhân viên nữ 13 và 14 tuổi quê ở Bắc Ninh. Cả 3 em phải làm việc ở các quán karaoke để trừ nợ. Do không chịu nổi áp lực, một em đã bỏ trốn. Sau đó Nhung thuê người tìm về rồi bắt phạt thêm 15 triệu đồng, ghi sổ theo dõi trả nợ. Đầu tháng 8, Quanh biết việc ba nhân viên trên không muốn làm việc cho Nhung nữa, nên đã liên hệ và báo cho Cẩn, chủ quán karaoke ở huyện Bình Xuyên biết đang cần người. Cẩn đã chuyển cho Quanh 74 triệu đồng nhờ gặp Nhung thanh toán tiền và đón ba em về làm việc cho quán karaoke của mình. Giữa tháng 8 vừa qua, một gia đình biết con mình bị lừa bán nên đã làm đơn trình báo gửi công an huyện Bình Xuyên.